Quay trở lại câu chuyện của Kazuma Kiryu, chuyện bắt đầu từ một con phố nổi tiếng về ăn chơi tại châu Á. Vụ án giết người trong một con hẻm nhỏ tại Kamurocho. Thủ phạm của vụ án đó được biết tới là Kazuma Kiryu của gia đình Dojima. Anh ta được biết tới là lá chắn cho đội trưởng Kazama, người đã dìu dắt anh ta. Anh ta mạo hiểm mạng sống của mình để rời khỏi gia tộc Tozo. Người đàn ông đứng sau câu chuyện này là người kế vị tiếp theo sau Kazama, đội phó của nhà Dojima và chủ tịch gia tộc Kendo. Thứ ông ta muốn nhắm tới là thông tin về mảnh đất trống. Một mảnh đất bị lãng quên tại con phố Kamurocho và mảnh đất đó là thứ cốt yếu để mở khóa toàn bộ các khu đất bao quanh. Một dự án hồi sinh thành phố, một cuộc chiến ác liệt giữa các Yakuza để tranh giành mảnh đất đó. Đã có người tới để hỗ trợ cho Kiryu trong việc này. Chủ tịch công ty bất động sản Tachibana, Tetsuta Chibana, nghe theo chỉ đạo bí mật từ ông Kazama, anh ta đã chuẩn bị phương án để giải quyết và để thay đổi số phận của Kiryu, mãi mãi. Thế là quyết định cuối cùng của mày là tham gia vào công ty Tachibana đấy à? Ừ, phải. Chính thức thì giờ tao đã là nhân viên công ty bất động sản của anh ta. Bây giờ mày đã là nhân viên công ty bất động sản rồi sao? Thật là bất ngờ nhìn mày đi, chỉ cần qua một đêm thôi mà giờ mày đã kiếm được nghề nghiệp hợp pháp rồi kìa. Mong là bọn họ không giống như những gì mà tao đã nghe được trước đây. Không biết nữa. Thế công ty bất động sản Tachibana nói sẽ giúp mày xóa tên trong cuộc điều tra kẻ phạm tội giết người này à? Từ Tachibana đã đi đào bới thông tin xung quanh đây rồi bằng cách sử dụng mạng lưới thông tin của họ. Vậy có hy vọng cao không? Ta mong là thế. Tao có nghe được từ Tachibana thì là tên của tao đã đến tai của cảnh sát. Họ đã có dấu vân tay của tao ở trên người nạn nhân tại khu đất trống đó. Vậy thì có nghĩa là bọn họ đang đi lùng mày rồi phải không? Không, Tachibana giải quyết việc đó rồi. Tachibana đã đứng đằng sau giật dây cho cảnh sát. Dù anh ta không thể bảo họ xóa vụ án đi được, nhưng mà anh ta có thể làm họ chậm tiến độ điều tra lại. Dù sao thì tao vẫn đang bị truy nã. Nếu tao không tìm ra kẻ giết người thật sự là ai, tao có khoảng thời gian tầm 2 đến 3 ngày để tự do đi lại trong thành phố này mà không bị ai dám sát theo đuôi. Tao hiểu rồi, nhưng ấn tượng đấy, công ty Tachibana này có một mối liên kết rất lớn với cảnh sát để họ chậm lại một vài ngày như thế. Nhìn có vẻ là như vậy. Tao nghĩ giờ trước mắt mày cũng không thể làm được gì, nhưng thôi cứ để họ làm việc đi. Mong là họ sẽ có kết quả tốt nhất. Bây giờ mày định làm gì thế? Tao vừa nói với mày rồi, tao làm bất động sản. Là sao? Tao làm cho tới khi nào tìm được chủ sở hữu mảnh đất trong đó. Có vẻ là họ đã bước trước một bước ở điểm này, nhưng tới lúc tìm được gia chủ sở hữu, họ bảo tao là cứ làm cho công ty và tao thì không thể nào từ chối. Chờ đã, thật à, giờ mày làm công việc văn phòng sao? Một người được Tachibana tín dụng, hắn có tên là Oda. Anh ta là người chỉ việc cho tao và tao sẽ gặp anh ta ở quán cà phê áp. Nhưng trước lúc đó, tao cần thay đổi cách ăn mặc đã. Cách ăn mặc à? Anh ta bảo rằng tao không thể đến làm việc nếu tao còn ăn mặc giống Yakuza như thế này. Anh ta yêu cầu tao phải mặc những bộ vest của dân kinh doanh. Vậy đó là lý do mà mày gọi tao đến đây phải chứ? Thì mày luôn biết cách ăn mặc mà. Tao mong là mày sẽ giúp tao tìm được những bộ quần áo đẹp nhất để tao nhìn bước giống tội phạm hơn. Mày đến đúng chỗ rồi đấy anh bạn. Được rồi, cứ để đó cho tao.
Tao không cố gây áp lực gì đâu. Tao không trông mong gì lắm. Tao chỉ tham khảo cách mày chọn đồ, sao cho phù hợp thôi. Mày thật là đáng ghét. Đấy là cách mà mày xin người ta sự giúp đỡ à? Mấy giờ thì mày phải đi gặp anh ta đây? Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu có thể chúng ta chỉ mua đồ được ở quán cà Muzocho này thôi. Vậy thì không có nhiều sự lựa chọn rồi. Nếu muốn mua đồ công sở cho Nam thì chúng ta phải đi tới Hemnakamichi. Hemnakamichi từ lúc nào có cửa hàng quần áo vậy? Có rất nhiều người cũng đến đấy để chọn cách nhưng mà mày không thể nào tìm thấy một bộ khách sạn gì ở đó. Nhưng mà bọn họ sẽ có bộ quần áo phù hợp với ví tiền và việc mày đang làm. Tao không phản nàn gì đâu, đi thôi. Xin chào. Cảm ơn vì đã mua hàng. Nhìn có vẻ thằng đó muốn chơi, ta chơi hẳn chứ. Thằng này ăn gì mà khỏe thế? Nhìn có vẻ thằng đó muốn chơi, ta chơi hẳn chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thằng này bị làm sao thế nhỉ? Chờ tí nào bạn ơi. Đây rồi là nơi đây. Trời, thực sự là có cửa hàng quần áo ở đây. Vào thôi nào, mày chọn bộ cánh mày thấy ưng mắt thì nói cho tao biết nhé. Được. Để hợp thời trang thì mày nên chọn những bộ như thế này. Tao không thấy đẹp, nó nhìn trông buồn tẻ quá. Xin chào mừng mày tới những bộ quần áo cho đàn ông công sở. Mày phải nhớ là mày đang là dân công sở chứ không phải Yakuza. Nhưng mà mày không thấy tao mặc nó vào trông cứ nghèo nghèo à? Vậy mày đi tìm bộ đồ ưng ý mày đi. Ha ha, vui tính đấy. À, cái này được không? Mày bị ngu à? Tất nhiên là không rồi. Nhìn nó trông rất dễ. Tao đã đoán được mày sẽ chọn bộ kiểu đồ cho mình bản thân. Tao thấy có vấn đề gì đâu. Bộ vest đấy nhìn đã thấy thảm họa rồi. Bộ này rất khó để phối với đồng hồ, giày, tóc, trang sức. Nếu phối sai nhìn mày sẽ nhìn như thằng hề vậy. Mày nên nhớ thời trang là cách người khác nhìn vào, chứ không phải là cách nhìn của mày về bộ vest. Đó mày mặc trông có đẹp hay không? Thời trang như cái nhọt ở mông tao vậy. Còn bộ này thì sao? Đây là một bộ vest có màu lạnh, nhưng phần cúc áo rất là đẹp. Nó sẽ nhìn nào, nhoáng hơn mày tưởng đấy. Màu trắng à? Ít ra nó không in cả con quái vật đằng sau áo. Vào trong đó thử đi. Mày thấy sao hả Nishiki? Có gì mà cười như điên thế? Tao xin lỗi nhưng mà nhìn mày mặc như thế nào thì vẫn ra dáng tội phạm. Mày là người chọn cái này cho tao đấy. Tao biết nhưng mà... Tao không quan tâm đến lời mày nói nữa. Tao thích bộ này, tao lấy nó. Chờ đã mày chắc chứ? Mày nhìn không giống dân công sở chút nào. Anh ta bảo tao chỉ cần tìm kiếm một bộ đồ mới. Tao đã làm những gì mà anh ta đề nghị. Nếu anh ta tham chiến thì đấy là lỗi của anh ta. Được rồi, nếu mày đã nói chắc nịch như vậy, tao sẽ mua bộ vest này cho mày, coi như chúc mừng mày. Có một sự khởi đầu mới. Mày đang nói chuyện gì vậy? Tao đâu có ý định sẽ mua nó ngay từ đầu đâu. Bộ cái thằng Kibo này. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền mày Nishiki. Cảm ơn mày nhé. Được rồi, bây giờ mày đi gặp anh ta phải không? Mà anh ta tên gì thế? Tên là Oda. Bọn tao sẽ gặp nhau ở cà phê Alp. Nhớ rồi, mày hãy cẩn trọng đấy. Kijiu nhắc mày nhớ là Kuze vẫn rất ghét mày và đang tìm cách giết mày đấy. Lần trước mày gặp hắn ta thì hắn ta đã phải mất một ngón tay vì mày rồi đấy. Tao nhớ rồi. Giờ tao đi đây, nếu cần gì cứ gọi cho tao. Được rồi, giờ mình phải đi gặp Oda, hẳn là anh ta đang chờ ở quán cà phê áp tại phố Nakamichi. Mình phải đi sớm kẻo muộn.
Anh chờ đến mỏi chân rồi đây này. Anh quên mất chuyện sàn sao nhóc. Có đứa nhân viên nào lại đi nói chuyện với sếp như vậy không? Hả? Và anh đang mặc cái quái gì thế? Tôi đã bảo anh kiếm bộ đồ công sở cơ mà. Anh nghĩ mặt thế này trông giống dân công sở lắm à? Anh không có quyền minh phần. Ừ, thật sao? Anh nghĩ vậy à? Anh chắc là không còn ai xứng đáng để dạy tôi hơn anh à? Công ty Tachibana không còn người khác à? Đừng có hành xử như trẻ con như thế. Cậu nghĩ rằng tôi không thể quản lý được cậu sao? Mong là anh sẵn sàng. Tôi là một người hình ưa bạo lực đấy, Kiryu-kun. Cái này là sao? Đây là tin. Thứ sẽ giúp anh nhìn trông giống dân thường hơn. Anh bắt tôi đeo cái này à? Đừng có phàn nàn nữa. Hừm, nhìn đỡ hơn là không đeo vào. Tôi đoán là vậy. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Việc đầu tiên chúng ta làm là đi gặp khách hàng thân thiết một quý ông đã lớn tuổi. Ở tuổi của ông ta thì ông ta là người giàu có. Những thứ ông ta kinh doanh đang rất thịnh hành và ngồi xuống nhất nơi này. Ngồi xổm là sao? Anh là Yakuza mà không biết ngồi xổm là gì à? Thật là đáng thất vọng đấy. Ý nghĩa ngồi xổm ở đây có nghĩa là tống tiền chủ tòa nhà để họ trả một khoản phí sinh giới cao. Làm sao mà họ làm được điều đấy? Vai chủ sở hữu đã thế chấp tòa nhà rất nhiều lần. Tòa án đưa những tòa nhà đó ra để bán đấu. Giá những tòa nhà như thế có giá ít hơn so với giá trị trên thị trường. Họ sẽ thuê những người ngồi xổm tới đó thuê căn hộ trong tòa nhà đó. Họ mà thuê được thì họ sẽ không rời đi. Đó là lý do chính mà chủ sở hữu tiếp theo muốn giải tòa thì phải trả một cái giá cắt cổ để họ chuyển đi. Mặc dù sao cho họ là không phải là người thích hợp để thuê nhà vào thời điểm đó à? Anh hiểu tôi đấy. Phần lớn những kẻ ngồi xổm đó có thông đồng với chủ sở hữu trước đó của tòa nhà. Chủ phụ sẽ nói với bạn bè rằng nơi đó sẽ được bán đấu giá, đổi lại chủ phụ kiếm thêm được chút đỉnh. Vậy tôi đoán việc của ta là đá cái bọn ngồi xổm này ra đường à? Không dễ dàng như vậy đâu. Bọn đó được bảo vệ bởi luật pháp. Nếu chúng ta dùng vũ lực thì sẽ trở thành vấn đề của cảnh sát và không cần nói gì nhiều. Kẻ bị còng tay bởi cảnh sát sẽ là chúng ta. Nghe quá nhiều quá phải không? Dù sao thì vào cuối ngày, người mua tòa nhà đó sẽ phải trả một khoản lớn để đuổi họ đi. Nghe thì không phải lắm nhỉ? Vậy nên tại sao chúng ta ở đây? Khách hàng yêu cầu chúng ta giải quyết việc này với ít tiền nhất có. Thế, ông ta sẽ đến đây sớm không? Chúng ta vào trong ngủ trước đi. Tôi quên đưa cái này cho anh. Danh thiếp kinh doanh của anh. Hãy cố gắng nhé.
tôi sẽ đánh giá kỹ năng kinh doanh của anh vào ngày hôm nay. Nếu anh làm tôi phận lòng thì tôi dám cá rằng chuyện này sếp sẽ nghe thấy. Ổn thôi. Chào mừng quý khách. Quý khách có thể ngồi bất cứ chỗ nào ạ. Bất cứ chỗ nào sao? Chỗ nào thích hợp nhất để bàn chuyện làm ăn đây nhỉ? Ngồi chỗ này được đấy. Tốt lắm, chọn chỗ thích hợp đấy. Một chỗ thích hợp để bàn bạc việc làm ăn. Này, anh thực sự sẽ ngồi vào cái chỗ đó hả? Cậu đang định ngồi đúng không? Đầu gần cửa ra vào sẽ là cuối bàn, còn đầu đối diện cửa sẽ là đầu bàn. Và vị trí ngồi của chúng ta là ở cuối bàn. Tôi biết điều đấy mà. Biết nhiều sẽ giúp anh tốt hơn, là trong tình huống đó, anh không biết phải làm sao. Hãy ghi nhớ điều này trong kinh doanh nhé. Nhớ rồi. Các anh sẵn sàng để gọi đồ chưa ạ? À, phải nhỉ. Mà thôi, cảm ơn. Giờ tôi chưa muốn gọi đồ. Vài phút nữa tôi sẽ gọi đồ xong, nếu như anh không phiền. Tôi hiểu thưa anh. Ồ, thật đấy à. Sao thế? Anh có việc gì cần nhắc tôi sao? Không, không, tôi ấn tượng đấy. Tôi đang sợ rằng anh sẽ gọi đồ trước khi khách hàng tới đây. Nếu anh có ý định gọi cốc cà phê ban mê trong lúc chờ đợi khách hàng tới đây, thì tôi sẽ dần anh ra, bã. Tôi đoán là những năm tháng làm ra cô già của anh đã được bù đắp xứng đáng rồi. Chắc các anh được dạy cách tiếp khách rất kỹ càng đấy. Nhìn ông già kia kìa. Chính là khách của chúng ta đấy. Xin chào ông Dama, nói cũng đã lâu rồi nhỉ. Đúng là như vậy. Xin lỗi anh nhé, Oda tình hình có hơi hỗn loạn nên và đây là ai đây? Nhân viên mới của chúng tôi. Anh ta tên là Kiryu, anh ta là người sẽ cùng tôi giúp đỡ việc này cho ông. Vậy sao? Này, danh thiếp đâu rồi quên à? Anh tiết kiệm đến thế cơ à? Ơ nhỉ? Khi gì cũng từ gia đình đâu gì mà? Cái thằng lần này, anh không thuộc gia đình hoặc từ nhà nào cả. Và anh phải đưa danh thiếp bằng hai tay chứ nhóc. Và câu thừa ông đâu rồi? Xin lỗi ông, khi gì ưu nhân viên công ty điện ốc Tachibana, thưa ông. Thằng lần này, đưa tiếp được kìa. Tôi nhìn thấy rồi, tôi đang định xoay lại đây. Hãy cẩn thận vào lần sau. Kiryu-san phải chứ, nhìn cậu có phong cách đấy. À phải rồi, anh ta đúng là vậy ngượng quá đi mất. Tôi hiểu rồi, theo ông diễn tả thì bọn mồi xồm này cũng thuộc dạng đặc trưng. Ông đã mua cái chỗ đấy vào tháng trước phải không? Vậy có nghĩa là bọn phá hoại đã đến đấy trước khi ông mua mảnh đất đó phải chứ? Phải, tôi cũng nghĩ thế. Và chỉ còn đúng một nhà ở đó thôi phải chứ? Phải rồi, anh ta tên là Tờ Sĩ Một, tầm 40 tuổi, một tên mần thì, nhưng anh ta cứ như một tên vô gia cư vậy. Và tên đó đã hỏi ông tiền đền bù đất chưa thế? Chưa, tôi đang định để mấy công ty Tachibana giải quyết cuộc đàm phán đó đây. Nếu việc đó có thể,
Tôi không phải là con gà, và tất cả chuyện này làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi mong là các anh có thể đuổi anh ta mà không gặp phải rắc rối gì. Tất nhiên rồi, và xin thưa cho tôi hỏi, ông định sẽ trả bao nhiêu tiền để hắn rời đi ạ? Tôi mong là chuyện này sẽ được giải quyết nhanh nhất có thể. 5 triệu yên nghe được không? 5 triệu yên cho một tên ngồi xổm sao? Nhưng nếu mà nó ít hơn thì cũng được, nếu điều đó xảy ra. Nhưng mà tại sao ông phải trả số tiền lớn đến như thế cho bọn họ? Nếu là tôi, thì tôi không trả cho một đồng nào cả. Cẩn thận cái mồm mình lăng chanh. Anh bạn Suzy này nói rằng có bạn là Yakuza chống lưng. Nếu giờ tôi làm ẩm lên thì còn xảy ra những vấn đề còn lớn nữa. Tôi hiểu về nỗi lo của ông, thưa ông. Nhưng làm ơn, cứ để bọn tôi xử lý. Bạn tôi thì dịu đây là chuyên gia đối phó với Yakuza. Chuyên gia đối phó với Yakuza cơ à? Đúng rồi, vừa nãy anh cũng có bảo là ở gia đình Dojima Kijiu, San anh thực sự ở trong băng đảng. Sao? Anh ta thích hóa thân vào nhân vật Yakuza khi anh ta bắt đầu làm việc như thế này. Đôi lúc anh ta còn hoạt giống như Yakuza và tưởng tượng mình là một Yakuza thực sự. Có phải như vậy không Kijiu? Từ đấy là tôi đấy. Trong vụ này, chúng tôi sẽ cố gắng để số tiền phải trả thấp nhất có thể. Vậy thì tôi cứ để việc này cho anh nhé. Tôi cũng có một chút tiền hoa hồng cho các anh khi xử lý xong xuôi vụ này. Ông thật là hào phóng, nhưng Tachibana đã hướng dẫn tôi rằng không được nhận những khoản như vậy. Tachibana nói việc này là để cảm ơn sự tốt bụng của ông. Anh ta nói vậy sao? Tốt quá, đúng là công ty bất động sản Tachibana, lúc nào cũng đi trước cả ngàn dặm. Giờ, tôi có thể hỏi là mảnh đất đó ở đâu được không? Trên phố Tenkaichi tòa nhà Sugita. Được rồi, chúng tôi sẽ lo liệu từ đây, thưa ông. Chúng ta sẽ làm vậy chứ, Kijiu. Phải vậy. Anh đã hiểu được ý chính của công việc rồi chứ? Về cơ bản thì, chúng ta chỉ cần đuổi được bọn mồi xổm ra khỏi tòa nhà đó. Tôi sẽ lo liệu chuyện thương thảo, cậu chỉ cần đứng nhìn và học hỏi. Nhưng mà tên ngồi xổm đó có thế lực ra cô ra đứng sau phải không? Anh có chắc là thương thảo là lựa chọn tốt nhất không thế? Cái đấy còn tùy thuộc vào năng lực của tôi. Tới lúc đó khi Kijiu-kun tôi có nhiệm vụ đầu tiên muốn giao cho anh đấy. Đó là gì? Hãy đến cửa hàng tiện lợi và mua cho tôi một hộp quà tặng về đây. Hả? Dù anh có xử lý mấy thằng ngồi xổm rác rưởi thì anh cũng không được đến thương thảo bằng tay. Không, đây là bài học trong khóa học kinh doanh 101 đấy nhóc. Chẹp lại nữa à rồi hả? Khi mà anh có đống đồ ngọt đó thì gặp tôi trước cửa nhà Sugita, tôi sẽ đợi anh ở đó nhé. Gặp anh sớm nhé. Được rồi. Anh ta nói tòa nhà Sugita ở phố Tenkaichi, không hiểu cái tên đó nó có rung lên cái gì trong đầu mình không nữa. Quanh khu đó là địa bàn của nhà Dojima, vậy nên mình khá là rõ nơi đó, nhưng mình không nhớ rằng có nơi nào ở đó như vậy cả. Có thể nó ở trong một cái phố nhỏ ở Tenkaichi, mình phải đi tìm một hộp quà trước đã. あ、お疲れ様。
Chào Kiriyu-kun, anh có mua hộp quà chưa thế? Đây, cái này được không? Đúng rồi, việc rất dễ phải không? Đây chính là tòa nhà Sugita. Vậy là mấy tên ngồi xổm đó ở trong đó à? Cứ đi lên đó thôi nào. Phải rồi. Đến lúc xem anh có gì rồi. Hãy nhìn và học hỏi đi. Đây chắc hẳn là căn nhà đó. Chắc hẳn là phòng này. Ông từ Suji-san có nhà không ạ? Chúng tôi đến chuyển mảnh đất của Yamanaka. Chúng tôi đến từ công ty bất động sản Tachibana. Công ty địa ốc Tachibana sao? Đây cũng không có gì nhiều, nhưng món quà này là một món quà cảm ơn từ chúng tôi. Ê này, ai bảo là các anh được vào đây? Trời ạ, nhìn chỗ này như cho lợn cũng vậy. Anh sẽ phải dọn hết chỗ này trước khi anh rời khỏi nơi này. Rời đi sao? Anh đang nói cái chuyện gì vậy hả? Tôi sẽ không đi bất cứ đâu cả. Được thôi, anh cứ giả vờ đi. Nhưng tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của ông cha mà nói ông ta đã sửa đã mua cả nơi này rồi. Và anh cứ ở nơi anh không được trèo nón khi ông cảm thấy không vui cho lắm. Luật dân sự, điều khoản 395. Anh nói gì? Nếu anh làm công ty bất động sản thì phải biết luật chứ. Về luật tài sản thế chấp, người thuê nhà ngắn hạn được bảo vệ hợp pháp khỏi nhu cầu của bên nhận thế chấp. Nói cách khác thì luật pháp về phía tôi, anh có muốn kiện nhau ra tòa không? Anh đừng có lưu luật ra với tôi. Nếu mà anh đồng ý chuyển khỏi đây thì chúng tôi rất vui lòng đưa anh một chút tiền và công ty tôi sẽ đưa anh một chỗ ngồi giống y nguyên như phòng này. Này, tôi thích ở nơi này và tôi không muốn anh nghĩ rằng việc ném tiền vào mặt tôi như thế sẽ làm tôi rời khỏi nơi này. Tôi tưởng là mấy tên ngồi xổm chỉ ở đây vì tiền đền bù giải phóng mặt bằng thôi chứ. Cái từ mấy tên ngồi xổm các anh ám chỉ ai thế? Các anh đang ám chỉ tôi đấy à? Lúc nào từ Suji ông đừng giả vờ nữa. Ông đang háo hức chờ chủ mới đến dọn cái ổ chuột này đi mà. Kiếm lời từ nó. Thì đấy là việc của ông ta. Tôi không nói chuyện với các anh nữa. Gọi ông chủ đến đây để nói chuyện với tôi được chứ? Vậy tại sao anh không mang mấy thằng gia cu ra anh làm việc cùng ra đây? Gia cu ra, tôi không hiểu anh đang nói gì luôn. Tôi đã bảo anh là đừng có diễn màn kịch kém cỏi của anh nữa rồi cơ mà. Đừng nghĩ nơi bẩn thỉu mà. Anh cho là ấm cúng này là nơi có thể ở lại. Tôi dám cá là nơi này không như thế đâu. Anh nói cái gì cơ? Ông chủ của tôi còn rất nhiều việc phải làm hơn là đi gặp cái loại người như anh. Gọi cho bọn gia cu, gia phụ trách nơi này và nói với họ rằng công ty địa ốc Tachibana sẽ là công ty xử lý vụ việc này. Một công ty bất động sản như anh vào cuộc chơi lớn mà có vẻ to mồm phết đấy. Anh đã có lời nhắn, chúng ta xong ở đây rồi nhé từ Suji-san. Tốt rồi, công việc đã diễn ra tốt đẹp như nó vốn phải thế. Hè, một cuộc đàm phán lầy lừa đấy nhỉ, mà anh quên những bài học kinh doanh mà anh dạy tôi ở quán cà phê rồi sao? Luôn có thời gian và địa điểm cho mọi thứ. Với cả thằng ngồi xổm rác rưởi từ Suji đấy không phải là thứ chúng ta phải đối mặt ở đây. Bước một chỉ là mời chúng đến bàn tiệc mà thôi.
Chúng ý anh là cái băng đảng Yakuza đứng đằng sau hắn à? Phải rồi, cho đến cuối cùng thì chúng làm việc này là vì tiền. Khi chúng ta đã qua việc giả vờ đó là chúng ta cũng sắp xong được vụ làm ăn này rồi. Các anh muốn gì đây? Anh không nhận bén gì cả, Kiji Ukuna. Hãy chào đón những đối tác làm ăn thực sự của chúng ta. Đi, họ đúng giờ hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Các anh làm việc cho công ty bất động sản Tachibana à? Tôi có nghe nói, các anh còn làm cho cả ông Yama nói nữa. Và anh là ai thế? Ồ, anh bạn của các anh. Cái tên ngồi xổm trong tòa nhà Sugita đó có gây rắc rối gì cho các anh, không? Cũng có một chút. Chúng tôi rất vui lòng được nói chuyện với anh ta. Anh ta sẽ dọn đồ và chuyển đi ngay tức khắc. Tôi chắc chắn là thế rồi. Và cái giá tôi phải trả cho anh phí dịch vụ nói giúp này là bao nhiêu thế? Nói thẳng vào việc làm ăn luôn à, đây chính là một ca mô đô chưa thực sự dành cho chúng ta. Để xem nào, 7 triệu yên có vẻ được đấy. Anh mà bán tòa nhà cỡ này đi thì ít anh cũng phải kiếm được 100 triệu yên tiền lãi. 7 triệu yên nghe có vẻ hợp lý, anh nói sao? Một gã mới vào đây được có vài ngày mà anh đòi 7 triệu yên cửa à? Tiền nghe có vẻ giống gã đang gì? Chúng ta đều là những người thích kiếm tiền dễ dàng trên mảnh đất này mà phải không? Dạo gần, đây, mấy ông chủ địa ốc là một con mèo béo đầy tiền. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi phải chia sẻ phần đó với cả anh. Và chưa hết, anh vẫn phải đi nói chuyện với anh bạn ngồi xuống của anh. Hờ, sao anh lại biết được việc đó thế? À thì bằng vũ lực, tất nhiên là thế rồi. Có phải không thì gì ủ cùng? Oda, việc này là kế hoạch ngay từ đầu của anh à? Ừ, đúng vậy sao? Việc này là hơi quá sức cho ngày đầu tiên đi làm à? Không, không thành vấn đề. Bọn gà mờ như mày đang muốn chơi tao à? Tao sẽ đội giá vì chúng mày làm mất thời gian của tao. Vậy mày nghĩ là tốn bao nhiêu? 3 triệu yên, giờ sẽ lên là 10 triệu yên. Giờ trả tiền ngay. Không có một thằng chó nào đánh bọn tao đến mức này mà thoát khỏi chuyện này đâu. Tao sẽ nhớ mặt chúng mày. He he. Mày ở gia đình nào? Gia tộc Tozo, tổ chức tai hay. Tổ chức tai hay sao? Vậy mày là người của đội phó nhà Dojima Izokiya Wano à? Giờ quá muộn để mày dám hối rồi. Mày chọn sai đối thủ rồi. Tất cả những lời đi mày làm được lúc này là chờ búa đặt vào đầu mày thôi. Kamuzo chưa có nhiều Yakuza hơn cả sao trên trời. Và chúng ta phải đụng độ với người của Doji. Mà nên hiện tại lúc này cũng hơi náo loạn chút. Khi nào chúng ta có mảnh đất trống đó, chúng ta sẽ đứng trên cả họ. Nó cũng là món quà quý để hòa giải giữa hai tổ chức, anh nghĩ sao?
Cô tên mua sườn tường Suzy-san yêu thích của tôi đây rồi. À thì phải. Nếu mà anh vẫn thích ở đây, tôi rất vui được tiếp tục cuộc nói chuyện mà chúng ta đã bỏ dở. À, việc này không cần thiết đâu. Quân viện trưởng của anh kia, anh tự nhìn thấy rồi đấy. Anh có muốn nằm xuống nghỉ ngơi như hắn không thử Suzy-san? Không, thưa anh, tôi chả dám mơ điều đó. Được tốt, vậy thì anh hãy tự rời đi vào tối nay. Nếu cậu bạn này biết sáng ngày mai anh vẫn còn ở đó, thì tôi không biết Kiryu-kun đây sẽ làm gì anh nữa. Tôi sẽ đi vào tối nay. Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai anh. Vậy đây là cách mà anh giải quyết công việc à? Không phải tất cả là của tôi. Mọi thứ mà tôi biết đều là học hỏi từ sếp. Nhiệm vụ đầu tiên của anh cũng không tồi đâu. Anh thấy công việc thế nào? Có dễ hơn làm ở trong băng đảng như thế? Và được người khác cảm ơn việc anh làm thấy cũng thư thái hơn gì? Không phải là vì thế. Tôi gia nhập vào gia cô gia không phải bởi vì tôi thấy nó vui hoặc là để mọi người kính trọng tôi. Đừng nói với tôi là anh sẽ lại trở về với băng đảng Yakuza sau khi chúng ta có mảnh đất trồng đó đấy nhé. Để nói thật thì tôi cũng chưa nghĩ xa đến như thế. Ừ được rồi. Trở lại thực tế, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Phải rồi, chúng ta đuổi xong mọi mùi xồm đó rồi. Giờ thì anh hãy đi báo cáo với cả ông Yama nói đi. Khi nào xong việc đó thì đến gặp tôi ở xe Zena, nó ở gần phố Tenkai khi ấy. Xe Zena, ở đó có chương trình gì hấp dẫn à? Nó chỉ là quán rượu nhỏ thôi. Thư giãn đi, khoảng thời gian quý báu này không có công việc. Chúng ta sẽ đi thư giãn uống mừng vì công việc thành công mỹ mãn. Tôi đại anh. Anh quả là hào phóng đấy. Ừ, nhưng mà đừng lặng. Anh phải tự đi mà báo cáo với ông Yama nói sang. Ông ta rất thích chơi bowling. Ông ta còn có cả một quả bóng riêng của mình ở sân. Anh hãy đến tìm ông ta ở khu chơi bowling. Anh chắc chắn sẽ thấy ông ta ở đó. Khu chơi bowling, nhớ rồi. Gặp lại anh sau nhé anh bạn. Không có lúc đi vãn cảnh, mình phải tới chỗ Yama nói ở khu bowling để báo cáo với ông ấy. Yama nói ở khu chơi bowling, nó ở ngay phía trước mặt rồi. Ông già Yama nói đó thật bướng bỉnh quá đi mất. Hầu như những mảnh đất đó đều là tên của ông ta, và con nghèo già ấy vẫn không chịu lùi bước, ngay cả khi anh đã tạo sự khích lệ dành cho ông ta. Là anh nói điều đó, tôi hy vọng một vài xương sườn bầm tím sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở vào lần tới khi ông ta quên mất vị trí của mình. Tôi dám cá rằng sẽ không có lần sau đâu. Một khi mà Yama nói rời khỏi cuộc chơi thì một phần của thành phố này sẽ thuộc về tay anh Shitaza, và mọi người sẽ hiểu tại sao họ gọi anh là ông vua giải trí. Tôi mong là anh đứng. Tôi cũng nghĩ về những điều tốt đẹp đó. Việc này sẽ giúp tôi được đứng trong hàng ngũ của 5 tỷ phú. Cái gì ông vua giải trí? 5 vị tỷ phú? Đau thế. Thằng khốn này, tại sao mày cứ đứng như trời trồng thế hả?
bình tĩnh đi, không thành vấn đề. Tôi vừa mới đánh nhau ngày hôm nay xong, bây giờ nắm đấm của tôi cần nghỉ hơn một chút. Với cả, tôi là người dễ tính, vậy nên lần này tôi bỏ qua cho anh. Như các cụ xưa đã dạy, đói một trận đấu, sự tha thứ từng người giàu. Hè hè, quả là một thằng ít nói nhỉ. Thôi chào nhé, và nên nhớ là mày đừng có ngán đường tao nữa đấy. Đi thôi nào. Vâng thưa anh. Thằng quái quỷ đó là thằng nào thế? Con thú cưng của gã gọi gã là ông vua giải trí mà nói rất thật luôn. Mà việc này chắc chắn là nhắc tới ông Gia Ma Noi. Mình không thích những gì vừa nghe được. Mình phải đi kiểm tra xem ông ấy ra sao ngay lập tức. Gia Ma Noi San. Ông có ổn không? Ừ, Kijiu-san, có phải anh gặp vấn đề với chuyện giải tỏa mặt bằng không? Việc đó đã được giải quyết rồi. Giờ ông hãy quên chuyện đó đi. Ông có cần tôi gọi bác sĩ cho không? Không sao đâu. Anh có thể dìu tôi về tòa nhà Sugita được không? Được thôi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Tôi cảm ơn anh vì sự giúp đỡ này. Và hình như là anh đã giải quyết xong vấn đề với bọn ngồi xồm đó rồi nhỉ? Nó không phải vấn đề, mà ông chắc là ông ổn chứ? Tôi cảm ơn, nhưng nó không phải vấn đề gì nghiêm trọng đâu ha ha. Ồ, thật dịu dàng. Tôi không hiểu ông đang nói cái gì nữa. Có một nhóm người muốn đẩy tôi ra khỏi chuyện làm ăn. Tôi đã từ chối lời đề nghị của họ một vài lần và nó đã dẫn tôi đến kết cục như này. Có phải cái bọn người đấy có một tên được gọi là ông vua giải trí không? Kijiu-san, cậu nghe được từ đâu thế? Tôi vừa va phải thằng đấy xong, và tôi đã nghe lén được họ nói là đã đánh ông và một vài việc khác nữa. Khi tôi ghép câu chuyện đó lại thì nó ra một câu chuyện hoàn hảo. Ra là vậy. Hắn ta muốn gì thế? Hắn là ai vậy? Ông vua giải trí, tên tỷ phú hoạt động kinh doanh ở đây cùng với một vài cửa hàng, và giờ anh ta đang ở nhóm 5 tỷ phú. Năm tỷ phú là sao? Đó là một nhóm có 5 người. Họ có nhiều tiền hơn tất cả mọi người tại Kamurocho này cộng lại. Ông vua giải trí, vua điện tử, vua cờ bạc, vua truyền thông và vua ăn chơi. Họ hoạt động trên toàn bộ địa bàn tại Kamurocho này. Nếu họ không thương lượng được với đối tác của họ, thì họ sẽ sử dụng đến vũ lực và rất nhiều những thứ tàn ác khác. Tại sao tôi lại không biết về bọn họ nhỉ? Câu chuyện này nghe rất mới đối với tôi. Họ chia thành phố Kamurocho này ra thành 5 địa bàn khác nhau và mỗi một địa bàn đều có một ông vua khác nhau. Ông vua giải trí đó muốn giết tôi, bởi vì tôi đang nắm được ông ta để chiếm lấy toàn bộ khu phố Tenkai Chi này. Tôi có giữ một vài mảnh đất ở khu phố này, nên anh ta đã đến để đe dọa tôi. Vậy là ông không phải là vấn đề à? Vậy họ muốn các tòa nhà đấy để làm gì? Vì lợi nhuận của họ, cuộc chơi với tiền.
Ở trong một cái kinh tế bùng nổ kỳ quái mà chúng ta đang có này, mọi mảnh đất anh sở hữu đều là lợi nhuận cho một nền tảng, tiền mọc để sinh cây mà, đặc biệt là ở châu Á này, những con phố nhiều cơ hội. Năm cái thằng đó đang chơi ván cờ tài chính, và bây giờ tất cả bọn chúng đều đang tuyệt vọng về việc đoạt lấy những mảnh mạnh nhất. Mảnh đất như những quân cờ sao? Vậy còn những con người làm việc chăm chỉ trên thuyền chỉ để cố sống một cuộc sống yên bình thì sao? Tôi hiểu, nhưng năm tên đó không nghĩ gì nhiều về việc đó đâu. Dù sao nó cũng có giới hạn, người thuê nhà quá nhiều và chính phủ không thể kiểm soát được tất cả cả Mudocho. Trò chơi của chúng đang hủy hoại rất nhiều mạng người. Tôi muốn dừng họ lại, tôi mong chuyện trở nên khả quan hơn. Khi anh nhìn vào họ, anh sẽ nghĩ họ là Nhật Bản thịnh vượng. Nhưng tôi tin ngày nào đó xu hướng giá đất tăng sẽ kết thúc và tất cả sẽ bị nổ bong bóng. Nếu nó xảy ra thì Kamurocho sẽ phải phục vụ cho những tên tỷ phú đó. Trò chơi của tiền thành phố này biến thành một vùng đất hoang, bị lột trần hoàn toàn. Tôi chia sẻ một phần tốt đẹp của bản thân cho thành phố này. Vì tôi yêu Kamurocho, tôi không muốn thấy ngày tàn nó tới. Đó là lý do tôi chiến đấu suốt bao nhiêu năm qua, nhưng giờ tôi đã già yếu đi quá nhiều và không còn chịu nổi được nữa. Tôi đã đạt tới giới hạn của bản thân. Đừng nói vậy, ông không thể cố thêm chút nữa sao? Thành phố Kamurocho xứng đáng hơn là bị xé xác bởi một bầy linh cầu như chúng. Tin tôi đi, tôi sẽ ở ngay đây cùng anh, với mong muốn lấy lại thành phố này từ chúng và tái tạo lại Kamurocho này theo cái cách nó đã từng. Nhưng năm tên tỷ phú đó có nhiều tiền hơn tôi có thể tưởng tượng, và chúng không cảm thấy hối hận về việc sử dụng bạo lực để có những thứ họ cần. Tôi không thể làm giống như họ. Chết tiệt, vậy chúng ta không thể làm gì sao? Có một cách. Và đó là gì? Giải pháp đó là anh Kiryu. Sao? Anh có sức khỏe để phù hợp với bọn dị ưu đó, cùng với linh cảm mạnh mẽ về sự chính nghĩa không khoan nhượng. Anh cũng có kỹ năng cá nhân để giảm thiểu tổn thất và giải quyết xung đột. Anh có thể lo bọn ngồi sông đó. Anh giải quyết vấn đề mà tôi không xử lý được trong một khoảng thời gian chóng vánh. Nếu anh nhận tiếp quản văn phòng này điều khả thi, chúng ta có thể đứng lên chống lại họ. Nói điên rồ gì đó? Ông đưa tôi quá nhiều tiền để đầu tư cho tôi à? Tôi không có kỹ năng kinh doanh và rất ít kinh nghiệm. Mọi người đều phải bắt đầu từ đâu đấy. Anh không cần nghĩ quá lên đâu. Và một phần trong tôi đang yêu cầu anh một ân huệ. Tôi chấp nhận hỗ trợ anh theo cách nào đó mà tôi có thể. Đừng lo. Với cả, anh đang tìm một bài học về việc kinh doanh bất động sản mà phải chứ. Nỗ lực nó là một kinh nghiệm vô giá. Với cả, nếu anh thất bại, vậy cứ để thế đi. Nó cũng chỉ đơn giản là vấn đề thời gian trước khi văn phòng này được dọn dẹp lại. Dù sao sẽ phải có một ai đó ngoài kia làm việc này tốt hơn tôi chứ. Tôi nghĩ anh đang đánh giá quá cao số người như anh ở ngoài kia rồi, Kiryu. Với cả, tôi tin anh hơn bất cứ ai mà tôi biết đến. Tại sao thế lại thế? Kiryu, anh biết người có cái tên là Shintaro Kazama không? Tôi có nghe nói anh lớn lên ở trong tổ chức của ông Kazama và ông ta giống như là bố của anh. Tôi có thể hiểu là vậy. Và anh có tính tình rất giống ông ta nữa, tôn trọng khoản nợ của bản thân sau khi tuyên thệ với gia đình Dojima. Tôi tại sao ông lại có thông tin đó? Tôi đang tìm kiếm người nào có thể tin tưởng được và Tachibana đã gợi ý anh cho tôi. Tachibana sao? Phải, anh ta đủ tốt bụng để chia sẻ chuyện đó với tôi. Dưới việc giữ bí mật nghiêm ngặt về việc này, tất nhiên là phải vậy rồi.
Vậy nghĩa là Tachibana ký lời đề nghị điên rồ này cho ông à? Chính xác, tôi nghĩ Tachibana cũng tin anh là người hợp lý nhất cho việc này. Từ cách ông nói chuyện, có vẻ ông biết rất nhiều về ông Kazama, điều gì đã kết nối ông ta với ông chứ? Hè, nó lại là một câu chuyện khác, tôi không thể cho anh biết thêm về chi tiết, nhưng tôi có thể nói anh điều này. Ông Kazama là một người tôi tin tưởng nhất thế giới này. Đủ để tôi tin rằng tôi nhận người đàn ông đó một sự kính trọng, và anh cũng gần giống ông ta hồi còn trẻ. Anh có một con mắt sáng và xuyên thấu. Tôi có thể nhờ anh được chứ, Kiryu. Kamuzo Cho cần người như anh ngay lúc này. Được rồi, nếu ông chắc nịch như vậy thì tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Nó cũng là kinh nghiệm để học nữa, ít ra là vậy. Chỉ là đừng than phiền tôi nếu mọi thứ bung bét nhé. Tất nhiên rồi, rất vui được làm việc với anh Kiryu. Được rồi, không có thời gian để chém gió nữa. Hãy bắt đầu về bài học kinh doanh cơ bản của chúng ta. Nhưng chỗ này nhìn bề bộn quá. Tôi sẽ gọi thư ký của mình để dọn dẹp lại chỗ này. Thư ký, ông có cả thư ký sao? Đúng vậy, tôi sẽ giới thiệu với anh sau. Cô ấy nhìn quyến rũ lắm và tôi nghĩ anh sẽ đồng ý thôi, Kiryu. Vậy nên anh hãy ra ngoài đi đâu đó đi. Tôi phải dọn dẹp lại văn phòng đã. Nó sẽ không lâu đâu. Được rồi. Yamanoi đang dọn dẹp văn phòng. Mình nên đi đâu đó và kiểm tra lại sau. Tám chín nghĩa là xong hết rồi, và 01104 là hãy qua đi. Mình đoán là ông ấy đã dọn xong văn phòng ở tòa nhà Sugita rồi. Kiryu-san. Hừm. Rất vui được gặp anh, em tên là Majina. Em là thư ký của ông Yamanoi, em được giao sẽ cùng làm việc với anh ạ. Phải, anh tên là Kiryu, rất vui được gặp em. Anh nghĩ sao, Kiryu, chỗ này đẹp hơn chưa? Rất là ấn tượng đấy. Bây giờ chúng ta hãy học về một vài điều cơ bản trong kinh doanh. Đây có phải là thời điểm thích hợp để tôi dạy anh không?
Được, nghe ổn đấy. Thế thì tôi sẽ để thư ký của tôi lo liệu việc này. Có rất nhiều thứ anh cần phải nhớ. Nhưng nếu anh quên cái thì anh có thể hỏi lại em. Bây giờ thì em sẽ dạy anh quá trình kinh doanh cơ bản trước nhé. Quá trình kinh doanh nó là như vậy đấy, anh có hiểu không? Tôi nghĩ là vậy. Vậy chúng ta hãy làm việc này thôi. Bây giờ xin anh hãy thực hiện những công việc với những tài sản mà chúng ta hiện đang có. Anh thu tiền về như một dân chuyên vậy. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút thì tiền nó sẽ tự về. Ông Yamanoi cũng đưa em một chút tiền để anh có thể đi mua những cái chỗ khác. Bây giờ em sẽ đưa cho anh. Đây là tiền để anh đi thu đất à? Em chắc không đấy. Tất nhiên rồi, cửa hàng ấy có mỗi một tầng. Nó ở tòa nhà Zuziza kê bên tay phải chúng ta. Hãy dùng số tiền đó để mua và chúc anh may mắn. Phụ thuộc vào lợi nhuận của một cửa hàng như là bỏ hết trứng vào một giỏ vậy. Tại sao chúng ta không mua những nơi khác bằng tiền nhỉ? Nếu anh muốn một nền tảng đầu tiên vững chắc, tôi khuyên anh nên mua tòa Tsukiza Kimuzan Naka ở trên phố Tenkaichi. Nó là một nơi rất nổi tiếng, nhưng giá của nó vẫn tương đối phải chăng. Được rồi, tôi sẽ qua đó xem sao. Đoán là mình nên xem qua chỗ ra mà nói khuyên nhủ xem sao. Tsukiza Kimuzanaka nó là một ngôi nhà trên phố chính của trường học cũ. Nhà hàng Tsukiza khi họ luôn kín bàn đặt. Mình nên làm gì đây? Tôi sẽ đề nghị bằng tiền. Mình phải đi báo cáo lại việc này với Yamanoi-san.
xin chào mừng anh quay lại, nhìn anh có vẻ là đã sở hữu được một tài sản khác ở khu này. Tiền thu đất đã sẵn sàng rồi, nó đang chờ anh đấy. Này anh đi đâu thế? Hãy nhớ thu tiền lợi nhuận của chúng ta trước khi ra ngoài chứ. Có vẻ như lợi nhuận đã có rồi. Đây chính là thứ mà anh cần để có thể chiến đấu lại với 5 tỷ phú trong trận chiến về tiền. Nếu mà anh thua trong trận chiến về tiền, thì anh sẽ mất đi tài sản anh sở hữu. Vậy nên hãy chắc chắn rằng anh luôn luôn kiểm soát được mọi loại tài sản anh có. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đúng là nhiều việc để nhớ trong đầu thật. Ha ha, đúng là như vậy. Nhưng mà tôi đảm bảo anh sẽ nhớ hết mà thôi. Về cơ bản thì anh giữ được một tài sản sau đó phát triển nơi đấy. Thay đổi nhân viên phù hợp sẽ làm cho tiền cổ tức của anh thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tài sản của chúng ta càng lớn, thì chúng ta sẽ đến gần hơn đến việc phá hủy toàn bộ 5 tỷ phú. Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để mặc anh việc về lợi nhuận và đầu tư nhé. Ở trong công việc này anh sẽ phải dùng tiền của bản thân để đầu tư. Đầu tư vào đây cũng là đầu tư vào bản thân anh đấy. Tôi chưa nhìn thấy việc tôi phải bỏ rất nhiều tiền ở đây trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà cảm ơn, tôi sẽ tập quen với điều đấy. Tôi sẽ sử dụng nó tốt nhất, tôi mong là vậy. Hey hey, em tin vào anh mà, anh chủ tịch. Khoan, anh không nhớ là mình là chủ tịch đấy. Không phải như vậy, nhưng một thư ký sẽ cảm thấy tự nhiên hơn khi gọi anh trong kinh doanh là một nhà chủ tịch. Sao điều đó không làm anh thấy thoải mái à? Vậy à, anh không biết đấy, nhưng mà ông Zama nói ở đây không phải là chủ tịch à? Ừ, chính thức là như vậy, nhưng mà có vấn đề gì đâu. Nếu mà Marina muốn gọi cậu như vậy, thì hãy để cô ấy gọi như vậy. Đây là lần đầu tiên em nhận công việc này, vậy nên em sẽ làm tất cả để có thể làm một thư ký xuất sắc nhất. Đây là công việc đầu tiên của em à. Em đã làm gì trước khi mà ông Zama nói thuê em về vậy? Nó là một bí mật ngọt ngào và đầy ướt át ạ. Vậy à, được thôi. Anh không quan tâm là em gọi anh bằng cái gì, vậy nên cứ gọi như thế đi. Vậy chúng ta hãy cùng nhắm lên đỉnh thôi nào, anh chủ tịch. Được,
cô ta nhìn có năng lực, nhìn hơi dị tí. Mình sẽ đau đầu hơn trong tương lai đấy. Mà dù sao, mình đã đồng ý làm điều này, thì mình phải làm thôi. Phù được rồi, giờ mình phải đi gặp Oda để uống đã. Hắn gọi nơi đấy là xe Zena, ở phố Tenkaichi. Xin chào. Không, tôi... Đây là lần đầu tiên anh tới đây à? Phải. Ngồi bất cứ ở đâu mà anh muốn nhé. Không, tôi đang chờ một người. Hãy thư giãn một lúc đi được không? Nishiki. Tại sao mày lại ở đây? Cái gì? Tao không được phép ngồi ở chỗ mà tao thích lùi tới à? Đây là nơi mà tao ưa thích nhất hiện giờ đấy. Phải không, Zena? Đây là bạn anh nhà Nishiki-sama. Vậy anh có phải là Kiryu không? Phải, là tôi đây. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp anh. Tôi rất mong tôi có cơ hội được gặp anh từ rất lâu rồi. Nishiki không bao giờ ngừng nói về anh. Đặc biệt là khi anh ta uống xong ly đầu tiên. Phải vậy không? Anh ta không cần thiết phải biết điều đấy đâu. Dù sao thì tại sao mày không ngồi xuống đi kỳ dịu? Nói đến sự bất ngờ, thật kỳ cục làm sao nhỉ? Không đùa chứ, mày đến đây thường xuyên à? Tao đoán là vậy, những người ở cấp cao hơn chúng ta chưa tìm thấy chỗ này. Vậy nên là tao sẽ thoải mái uống rượu ở đây. Tao đã lên kế hoạch là sẽ mang mày đến đây sớm. Vậy tao đoán là tao đã tìm được ra nó rồi. Mày bảo với tao rằng, mày sẽ gặp một ai đó ở đây đúng chứ? Thưa ông Oda ở công ty bất động sản Tachibana, ông ta bảo là tao đến đây nhưng mà... Anh Oda chưa đến đây. Của anh đây, ly đầu tôi mời anh nhé. Hai ly này có, phải đáng lẽ là dành cho Oda không? Ồ, tôi không biết rằng anh lại thích tiêu khiển đến thế đấy. Đây là điều mà cô mong chờ đúng không? Hai bọn tôi như những vì sao đang sáng lên. Tôi cũng rất vui được gặp Yumi nữa. Hãy mang cô ta đến vào lần sau nhé.
cô ta vẫn đang học ở trường học. Nếu mà cô muốn gặp cô ta, thì hãy cho cô ta một việc làm thêm đi. Khoa, mày muốn Yumi làm việc tiếp rượu ở trong thành phố này à? Mày không nghĩ rằng cô ta sẽ rất tuyệt trong việc này sao? Khi ở trường cũ, cô ta luôn thu hút được những người lớn tuổi hơn. Nghe có vẻ lại có thêm một vì sao sáng nữa sao? Ừ, có vẻ, mày nói đúng. Anh nói cứ như anh là bố của Yumi vậy, Kizu ạ. Đừng nói như vậy, cứ nói là giống người anh trai là được rồi. Lỗi của tôi. Tao phải nói rằng anh bạn ở công ty bất động sản Tachibana tên là Oda phải không? Anh ta hơi lâu rồi đấy. Giờ mày muốn làm gì? Thêm một ly nữa nhé. Không, tao phải chờ. Sẽ rất là thô lỗ nếu như mày uống say khi mà người mày hẹn gặp còn chưa đến. Nghe mày nói thế tao đã bắt đầu thấy mày có trách nhiệm hơn rồi đấy. Nghe mày nói nghe ghê quá. Nó chỉ là điều cơ bản trong cách ứng xử thôi mà. Từ khi nào mày biết đến điều đấy vậy? Kể từ khi thông minh hơn. Nếu vậy làm bài ca dao ok nghe có ổn không? Được đấy, để tôi hát cho. Đúng, điều đấy thì khác gì việc uống đến say. Với cả chúng ta hát mấy ngày trước rồi còn gì. Vậy thì mày ngồi đấy mà nghe tao hát, không phàn nàn gì chứ. Tôi nghĩ là một người đàn ông kinh doanh sẽ muốn giải tỏa căng thẳng của mình sau giờ làm việc vất vả. Vậy nên cứ hát thôi, tôi chắc chắn Oda sẽ chấp nhận điều đó. Chật thôi, cứ như vậy đi. Tuyệt, hãy bắt đầu tôi nào. Nhạc lên. Music start. Nó thế nào? Rất tuyệt đấy, Nishiki.
Phải vậy không nào? Mày hát bè cũng được đấy chứ, Kiju. Tao chỉ muốn thúc đẩy bạn tao lên thôi mà. Từ lúc nào chả thể thế, có phải mày cũng rất muốn cầm MC trong tay phải không? Thôi đi. Ông Oda này có vẻ là đã đến rất muộn rồi đấy. Nghe cách mày kể thì ông ta là kẻ đúng giờ nhỉ. Ừ, đúng vậy, tôi mong là ông ấy không bị tai nạn hay gặp chuyện xấu gì trên đường. Chào mừng. Oda. Nhìn mày vẫn khá quá nhỉ. Awano thương ngài. Tại sao ông ở đây? Ngồi xuống đi Nishiki. Bọn họ nhìn quen không Kiryu. Tao đến để cảm ơn mày đấy Kiryu. Bọn mày là những tên ở khu mua bán đất đấy. Bọn mày làm việc này với Oda sao? Trước khi mà mày ngã đường vào chuyện làm ăn của bọn tao. Công ty bất động sản này là trật tự của gia tộc Tozo đã được rất lâu rồi. Và mày đã tham gia vào một gia đình mới sao? Mày đã hiểu vấn đề ở đây chưa? Sếp để tôi lo, thằng này cho. Mày nhớ thằng này chứ? Một trong những người của tao, anh ta tên là Okabe, nhìn xem mày đã làm cái gì này. Tội nghiệp cho thằng khốn này phải chịu trách nhiệm mà mày đã gây ra. Mày lại làm gì nữa à? Mày đừng có mà tham gia vào. Tao đang nói chuyện với công dân lương thiện ở đây. Hiểu không Nishiki? Vậy nên cầm cái mồm mày lại. Anh ta không có liên quan tới chuyện này. Tôi chỉ tình cờ gặp anh ta thôi. Đừng lo tao quay lại từ mày đây. Sếp ạ, chúng tôi bàn nó được chưa? Thằng này làm tôi phát bệnh rồi. Được. Nhưng đừng để xảy ra vấn đề gì với những người xung quanh đây. Hãy làm việc đó bên ngoài đi. Còn tao sẽ ngồi uống với Nishiki đây một lúc. Cùng với cả cô em xinh xắn này nữa. Đi thôi, con nợ. Tôi sẽ quay lại ngay. Tại sao chúng ta không bắt đầu cuộc vui ở ngay đây luôn nhỉ? Nè, Nishiki. Theo cách mà ta nhìn thì mày đã mất trí rồi.
Việc mày rời khỏi gia đình khiến tất cả mọi người bực tức và mày còn làm hỏng vụ 10 triệu yên của bọn tao nữa. Mày chết chắc rồi, nhưng nếu mà mày muốn tìm thấy đường ra thì không còn đường nào nữa đâu, vì đó là việc của bọn tao. Tại sao mày vẫn còn đứng đây nằm xuống đất đưa hai tay lên trời quỷ vũ xuống để mày hiểu vị trí của mày đang ở đâu không đi thẳng vốn? Tao nghĩ đây có thể là hiểu lầm. Tao không có vấn đề gì mà phải xin lỗi mày cả, cũng không có vấn đề gì để mày phải để tao quỳ gối cả. Mày muốn đánh nhau với bọn tao sao? Mày làm tao buồn cười đấy nhóc. Nào đánh đi. Đừng để tao chờ vì nó sẽ là cú cuối cùng của mày. Đội phó đang ở trên kia, nếu mày chơi tao thì mày có gan đấy, mình đéo có óc. Bạn tao đã đổ máu. Từ bạn mày và thằng làm đi ốc hả? Thằng đó đã ho ra nơi ở mày đang ngồi chỉ sau một vài phút thôi. Cái con chó này. Kệ cái giới hạn của mày có giới cắt hay không, mày đã đi quá giới hạn lúc rồi đấy. Ngon vào lên mày. Kiziu, mày đúng là đồ con. Vậy là thằng nhóc này đánh đấm được à? Hỏi tại sao Kuze lại vướng vào chuyện này? Anh rời khỏi gia đình rồi mà còn thô bạo hơn cả gia Kuza đây. Thật là buồn cười, việc đó là thế nào nhỉ? Mày muốn là người tiếp theo không? Thử tao đi.
Kiziu thôi nào, sao mày lại tham gia vào công ty Tachibana ấy chứ? Cái gì? Có vẻ như tao không biết, nhưng đội trưởng Kazama yêu cầu mày làm việc đó à? Lý do duy nhất là tao phải đến đây để gặp mày, đấy là việc mày tham gia vào công ty Tachibana. Mày đúng là một con thú cưng của ông Kazama. Nói cách khác thì đây là một cách mà ông Kazama sử dụng công ty bất động sản Tachibana là để giành được mảnh đất trồng đấy phải không? Tao nói đúng chứ? Cứ nghĩ cái gì mà mày muốn. Mày cũng giỏi giấu chuyện đấy. Cách mà tao nhìn nhận là mày là một phần trong đấy đúng không? Công ty ấy tìm được người chủ mảnh đất đó chưa? Chưa, nhưng mà tên đó đã có manh mối rồi đúng không? Tao sẽ không nói nửa lời. Không cần mày nói, mắt mày nói tất cả rồi. Tao thích cái cách dễ dàng để đọc suy nghĩ của mày. Tao không có thời gian cho chuyện này. Này Kiryu, hãy đặt lịch cho tao được gặp sếp của Tachibana của mày đi. Anh ta giỏi giấu giếm, có thêm mày nữa thì khác gì hổ mọc thêm cánh. Tao đã rời gia đình và tao không có lý do gì để làm điều đó cho mày. Nếu mày làm việc này, thì tao sẽ quên đi vụ mà mày đã gây ra. Và thực tế là ông Kazama cũng đã tham gia vào trận chiến mảnh đất chống này. Hoặc là mày muốn cũng thích được vào tầm nhà ma, để cả nhà Dojima chĩa súng vào lưng mày. Đừng có nghĩ là mày sẽ thoát khỏi nhà tù. Bọn tao sẽ săn mày đến hơi thở cuối cùng và đừng mong trốn thoát. Cái chết sẽ đến nhanh chóng thôi. Hãy cho tao thấy mày khá đến mức nào. Mày nghĩ là mày lắc não khi nói chuyện với tao về cái đấy à? Nói chưa hết với mày đâu. Mày dính hùn rồi. Bọn tao sẽ nhắm vào mục tiêu tiếp theo là Nishiki bạn của mày đấy. Mày cứ giữ như vậy thì thằng bạn mày sẽ bị đau. Nỗi đau của mày sẽ là ân huệ của nó. Và lý do gì mà mày muốn gặp Tachibana thế? Để có mọi thông tin về mảnh đất chống vậy thôi, và gửi hộ tao thông điệp đến hắn là những người can thiệp đến vấn đề này đừng quan tâm đến họ. Có nghĩa là anh ta sẽ bị giết. Tao sẽ cho mày quyết định vào ngày mai. Giao nộp Tachibana ra đây hoặc mày sẽ chết cùng nó cho đi, và gọi cho tao vào tối mai. Nếu mà tao không nghe được bất kỳ thông tin gì từ mày thì cuộc săn sẽ bắt đầu. Bọn tao đưa cái đầu mày vào bộ sưu tập.